Cùng với nhiều quốc gia khác, Canada đã sớm thực hiện biện pháp giãn cách xã hội nhằm giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng do COVID-19 gây ra. Điều này đã khiến cho cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Canada thay đổi như thế nào? Cộng đồng người Việt tại đây thực hiện giãn cách xã hội ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây. Anh Lê Bảo Long là một du học sinh ngành làm phim tại Canada. Đã hơn 3 tuần nay, anh chấp hành nghiêm yêu cầu về giãn cách xã hội của chính phủ Canada bằng cách hạn chế sử dụng phương tiện công cộng và không đi ra ngoài nếu không cấp thiết. Ngoài thời gian chính làm bài tập với bạn, thì anh có thêm nhiều thời gian đọc những cuốn sách mình yêu thích. Trong thời gian này thì chúng ta hạn chế đến những nơi đông người. Và mỗi lần mà chúng ta đi ra ngoài hay là chúng ta đi từ ngoài nhà đi vào trong nhà thì cũng nên chú ý việc là phải rửa tay, vệ sinh cá nhân rất là sạch sẽ. Chính phủ Canada đang dành một sự quan tâm đặc biệt to lớn đối với đại dịch COVID-19 lần này. Trường học, trung tâm thương mại, trung tâm giải trí, nhà hàng hay là quán bar đều phải đóng cửa. Tại Canada, dịch COVID-19 đang trong giai đoạn căng thẳng khi có trên 19.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 420 ca đã tử vong. Nhằm đối phó với dịch bệnh này, chính phủ Canada đã thực hiện hai biện pháp chính là thực thi giãn cách xã hội và làm xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dịch. Và để chung tay cùng chính phủ và người dân Canada, cộng đồng người Việt tại đây cũng tuân thủ nghiêm các quy định này với niềm tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Ở bên Canada bọn mình thì chính phủ cũng rất quan tâm đến việc phòng chống dịch bệnh. Các trường học đã được ban bố lệnh đóng cửa. Bọn mình cũng đã được các công ty họ bảo là làm việc tại nhà. Rất mong với sự đồng tình của chính phủ cũng như người dân thì sẽ vượt sớm vượt qua dịch bệnh lần này. Theo kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu IPSOS cho thấy, 95% người dân Canada tin rằng biện pháp giãn cách xã hội sẽ giúp làm chậm lại đà lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện chính phủ Canada đã kết hợp cùng Google để đưa ra định vị nhằm yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt việc tuân thủ giãn cách xã hội, đặc biệt với những trường hợp nghi mắc bệnh.